Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 7:30 buổi sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019. Trên màn hình quý vị đang xem đây thì chúng tôi đã bọc xong ba cái sản phẩm là một bức đồng quê gỗ gụ kích thước là 2m17 x 1m07 và một đôi đôn lối cổ gỗ gụ cũ và một chiếc đĩa khảm cá chép, khảm ốc gỗ gụ. Thì ba cái món sản phẩm này thì đã được bác Quý, bác ở khu phố 5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã duyệt cái sản phẩm này và đã cọc cái sản phẩm này để giao lưu với cửa hàng của chúng tôi. Thì hôm nay thì chúng tôi đã bọc xong và hiện tại bây giờ là chúng tôi đang chuẩn bị là cho lên xe để trở về nơi tập kết để bàn giao đúng kịp tiến độ, đúng ngày để giao cho bác Quý, bác ở Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì nhân dịp cái video clip này thì cửa hàng của chúng tôi Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn cũng xin được rất là trân trọng, chân thành cảm ơn bác đã tin tưởng cửa hàng và mua, giao lưu và ủng hộ ba cái món sản phẩm này với cửa hàng của chúng tôi. Thì quý vị nào mà muốn quan tâm đến Đồ Gỗ Cũ thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng tôi qua cái số điện thoại là 0985 230 858 hoặc quý vị có thể kết bạn, nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo số điện thoại ở trên để lấy thêm thông tin và hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và quý vị nhớ cho chúng tôi một like và một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi về mới nhất và thường xuyên nhất. Thì ngoài những cái sản phẩm này ra thì chúng tôi bán rất là nhiều các cái mặt hàng khác như sập gụ, tủ chè và bàn ghế các loại. Cho nên là quý vị nào mà có thể là bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng của chúng tôi uống nước, thưởng ngoạn, ngắm đồ thì chúng tôi sẽ tiếp đón, trân trọng tiếp đón. Và sau đây thì chúng tôi đang gọi là bê đầy đủ ba cái món đồ này để đi chuyển ra nơi tập kết để bàn giao luôn cho bác trong ngày hôm nay luôn. Thì chắc thì tầm khoảng độ vài hôm thì là đến nơi thôi. Thì tôi làm cái video này lên để thông báo thì cái bác Quý, bác có biết được thông tin thì đến vài hôm nữa thôi thì bác có thể là nhận được sản phẩm rồi. Thì một lần nữa thì cửa hàng chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn bác đã tin tưởng mua, giao lưu ủng hộ cửa hàng mấy cái món sản phẩm này. Thì phần cuối cái video clip này thì tôi có lên hình ảnh của ba cái món sản phẩm bác đang mua đây, quý vị có thể tham khảo thêm. Và quý vị nào mà muốn mua những cái sản phẩm như này thì có thể liên hệ trực tiếp ngay cho cửa hàng của chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 858. Địa chỉ của cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu vực trung tâm tượng đài phụ nữ Bà Đồng Đăng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Trung tâm tượng đài là ở trục quốc lộ 32 luôn. Thì cửa hàng của chúng tôi là cách trung tâm tượng đài ở trục quốc lộ 32 là từ 300 đến 500 mét, rẽ vào trong cổng làng một chút. Thì sau đây tôi xin được dừng cái video clip tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo. Xin chào.